bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 8. Sao đẹp trai không? Cao không? Thơm không? Sao? Kể nghe đi mà. Nè, nhờ cô mà tôi vừa mất bản đồ của mình rồi đó. Lỗi của tôi. Được rồi, nhớ phải kể lại cho tôi dù cô có nghĩ sai về anh ấy à. Để sau này còn có chồng cô nữa, được không nè? Rồi, đi, tôi thấy hạnh phúc thay cho cô đó. Tình yêu đích thực. Anh ấy đó thề luôn. Ok. Maiken. Cô cần gì đây? Eloy. Eloy là tên thật của anh hả? Tại tôi ngại mà. Với lại tôi không thích tên của mình cho lắm. Eloy đi. Eloy. Nó không phù hợp với ngoại hình của tôi. Eloy, Eloy D, Michael. Dù có là tên gì thì anh vẫn là kẻ dối trá. Cửa hàng sửa chữa này chính là cách thức mới của anh hả? Cũng may mà tôi kiểm tra lại, chứ nếu không anh sẽ lừa gạt ông của tôi luôn rồi. Xúc phạm tôi thì được, chứ đừng động chạm vào nghề nghiệp của tôi nha. Giờ anh là thợ sửa xe hả? Tưởng đâu anh nói anh làm bên IT gì đó mà. Đúng là vậy. Đến đi anh. Hả? Anh Red. Cô Ali ở hả? Đây. Hả? Cô Ali ở kia kìa. Ở đâu chứ? Đi thôi. Thì đôi khi tôi giúp đỡ bạn tôi. IT là ai cần thì giúp. IT trong ai tin lời nói của anh đó. Anh nói cứ như là một chuyên gia thực thụ. Tôi không có nói dối cô đâu ha. Tôi chỉ không nói tên thật, chứ không tiết lộ tôi làm gì cho những người mà tôi không quen biết thôi. Rất nguy hiểm đó. Để đâu gặp phải đa cấp sao? Hoặc thậm chí bị lừa đảo sao? Ai biết được chứ. Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Rồi đa cấp dụ dỗ nữa. Anh nghi ngờ người khác hả? Anh mới là người đáng nghi nhất đó. Tôi sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy anh không biết sửa xe ô tô đâu. Có chắc không? Thử coi đi. Thôi khỏi đi. Tôi không cần nữa. Trước hết tôi hát thôi mỗi khi mà tôi gặp anh. Và rồi những điều tồi tệ cứ liên tục xảy ra sau đó. Anh đúng là một điềm xui của tôi mà. Nói thiệt nha, mũi của cô không ngửi được mùi nước hoa này đâu phải là do lỗi của tôi đâu chứ. Và cô không thể nào tống tôi vào tù vì cái mùi này được. Sao hả? Xin lỗi, nhưng mà tôi không chỉ nhận ra anh do mùi nước hoa thôi đâu, mà chính tôi đã thấy anh bằng chính đôi mắt của tôi. Đầu tiên là tại khách sạn. Đi đến căn hộ của tôi. Đi đến căn hộ của cô. Do hoàn cảnh thôi. Thứ hai là khi mẹ tôi bị lừa đó. Ali. Michael, tôi tới trả tiền lại cho mọi người. Thì tôi đã trả lại tiền cho cô rồi. Và thứ ba. Sao? Thứ ba. Có thứ ba không? Đâu, kể thứ ba tôi nghe thử coi. Thứ ba, anh có thể đang lừa tôi. Vì vậy tôi sẽ chấm dứt trước khi có con số 3 xảy ra. Không thể tin được luôn. Cô cứ liên tục đưa ra lời buộc tội tôi vậy á. Nhưng đáng lý ra tôi nên nghi ngờ cô mới phải. Hay quá ha, anh còn nghi ngờ ngược lại tôi nữa. Biết này gọi là gì không? Thao túng tâm lý đó. Không phải là tôi thao túng tâm lý, mà tôi có lý do tin là cô. Tôi cô... sao? Là cô. Sao hả?
Ông muốn nó đúng không? Ông đang làm khó con đó. Quên đi, tôi sẽ dùng quyền im lặng trước lời buộc tội của cô. Được. Sao cô đi hả? Cô đã đến tận đây thì chắc là cô đã nhớ Nhung tôi nhiều lắm hả? Ew. Là mùi của tôi hay giọng nói của tôi? Tát rồi, chuyện gì vậy chứ? Lần sau gặp anh thì tôi sẽ... Làm gì? Tôi chắc chắn sẽ xin lệnh cách ly với anh đó. Ồ, được, thôi hẹn gặp tại tòa án. Tôi sẽ buộc tội cô tội cố ý gây thương tích. Ok, chờ đó. Ok. Ôi, bị từ chối rồi. Rồi. Chuyện gì vậy chứ? Rồi. Nhàm chán. Mẹ anh bạn, có chuyện gì vậy? Anh nhàm chán quá. Có chuyện gì? Anh đang làm gì hả? Nè, tôi biết tôi đã thề sẽ không làm gì hết. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng được cái tình đểu cán đó. Hay biết không Ali, có thể cô đang nhìn nhận sự việc theo hướng tiêu cực á. Anh bạn à, nghe như là một tên biến thái gì đó. Y như những gì bạn của ấy nói luôn. Cô biết không, những người đàn ông như anh ta toàn là suy nghĩ thô lỗ không thôi à. Ý gì không, cô nên đi về nhà ngủ cho bớt tức giận đã. Cô cũng sắp phải đi làm thêm mà đúng không? Đúng vậy, được rồi, bye bye. Bác sĩ! Các anh đừng có ảnh hưởng cho Eloy đó. Đầu óc cả hai đều đang tối hết trơn à. Đặc biệt là anh gì? Đó. Gì? Sao anh luôn là người xấu vậy chứ? Không hả? Sao mà đầu óc của anh có thể đen được trong khi anh tên đỏ? Nè chờ đã, em có chắc là muốn đến biệt thự đó hay không? Lỡ đâu em gặp rắc rối với ông già đó thì sao đây? Đây là một cơ hội duy nhất để em tiếp cận ông Hugo. Nè anh bạn, nó là bẫy thì sao hả? Đó là vấn đề đó. Thêm cô y tá tộc mạch hay cản trở kế hoạch này của chúng ta nữa. Ông ta là người đứng đầu bộ phận pháp chế tập đoàn Horizon Grand, thuộc sở hữu của Hugo Akawili. Kaluya. Nghe nói là anh có điện thoại di động đúng vậy không? Có gì sao? Tôi thật sự đang rất cần nó. Sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu tôi yêu cầu được gọi điện thoại đó anh ạ. Tôi nghĩ anh sẽ không làm gì bất hợp pháp. Không muốn có hồ sơ sạch sẽ hay sao? Không sao đâu. Kháng cáo của tôi đã bị bác bỏ rồi. Nhưng anh sẽ bị tăng án nếu như bị phát hiện đó. Đáng để mạo hiểm mà. Chị à, mấy giờ rồi? Phụ nữ đàng hoàng có đến giờ này không? Vừa đi ngang qua. Giỡn thôi chị. Chị không ngủ luôn hả? Tội nghiệp chị. Bỗng mắt chị to quá kìa. Ai ngủ ngon. Ngủ ngon à.
Mấy giờ rồi? Sao mà không chịu kêu mẹ dậy hả? Chào buổi sáng. Mẹ làm buổi sáng chứ. Con nấu rồi mẹ. Đến đây ngồi xuống. Chị về nhà rồi. Món yêu thích của mẹ, bỏ muối nè. Mẹ, mẹ biết cỡ giày của con mà. Đưa mẹ tiền. Mẹ không muốn con rời xa mẹ. Điều đó sẽ không xảy ra đâu mẹ. Con xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi. Mình về nha mẹ. Được mà con gái. Tham gia giới được không? Đến đây những đứa con tóc xoăn của mẹ. Làm quà rồi nha. Chào buổi sáng bà hết. Chào buổi sáng, ăn thôi. Được, cảm ơn bà. Bà sẽ đi chợ ở đây ha. Dạ dạ dạ, bà bảo trọng nha. Ok. Có chuyện gì chứ? Bà con ở tù lâu vậy rồi. Đây là lần đầu tiên nó nhắn tin cho bà như vậy nè. Hứ, cô có thể đến thăm con không? Chúng ta có chuyện cần nói. Nghe có vẻ nghiêm trọng đó bà. Bà cứ tới gặp ba trước đi. Tất nhiên rồi. Nhưng mà không phải sẽ tốt hơn nếu hai chúng ta cùng thăm hả? Con không sao đâu. Ba sẽ không chịu nói chuyện nếu như mà con ở đó. Tốt nhất thì con nghĩ là bà nên đi một mình, thì ông ấy mới chịu nói. Được rồi. Con không chịu đi thăm ba thì con định đi đâu vậy? Chào buổi sáng ông. Chào con. Đây là lịch trình của ông. Ali dường như đang thích nghi tốt. Con nghĩ cô ấy cảm thấy ở đây như ở nhà. Cô ấy nói ông biết về kế hoạch chưa? Kế hoạch gì? Cô ấy đang lên kế hoạch tìm thợ sửa chiếc Benz. Con tưởng là ông biết rồi chứ. Sao? Tino, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Ali. Xin
chào cô Jean. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng Ali. Ông tôi đang kiếm cô kìa. Ông nó muốn nói chuyện với cô. Về chuyện gì? Tôi cũng không biết, nhưng có vẻ rất nghiêm trọng đó. Được rồi cô. Chào ông, tôi được gọi đến để sửa xe cho ông Akao Ili. Nhưng mà ông Hugo không có căn dặn tôi về chuyện này đâu. Tôi cũng không nhận được thông báo từ Kuji nữa. Tôi xin lỗi nha. Nhưng mà tôi không thể cho anh vào nhà mà không có hẹn trước được. Ê, nhưng mà cô Ali Fahado là người đã gọi cho tôi. Anh có thể hỏi cô ấy. Hả? Cô Ali hả? Chờ chút. Gimba, Gimba à? Hình như Gimba không thích hợp. Trả lời đi kìa. Được rồi. Trả lời đi. Gimba. Sao? Gimba à? Gimba nói với Ali là thợ sửa xe cô ấy thuê đang ở đây nè. Được rồi, tôi sẽ gọi cho cô ấy. Xem mà, có phải là Ba Đông không? Phải đó. Đưa tôi. Xin chào Ba Đông. Ali nói là cô ấy đã nói rõ với ông rồi, cứ để anh ấy vào đi. Được rồi. Anh vào đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ ông ơi, là con đã kiếm thợ sửa xe cho ông á. Ai mượn con chó muỗi vào vậy? Không phải ông đã nói rõ trong mô tả công việc rồi sao? Dạ thưa ông, nhưng mà con tưởng là cô. Hãy thừa nhận sai lầm của mình đi Ali. Ông sẽ tôn trọng con hơn. Con thật sự xin lỗi thưa ông. Con có thể đi. Cái gì vậy? Cô kêu tôi tới đây mà. Cô nhờ tôi sửa xe mà đúng không? Và cô cũng không hề gọi quỷ. Không phải là nó đã bị quỷ bỏ sao? Tất cả những gì tôi đã nói với anh hay sao? Tôi không hiểu gì hết. Anh hay lắm mà, anh giỏi lắm mà. Đi khỏi đây đi. Đi đi, mau lên, đi đi. Nè cô à, tôi không phải người bỏ việc giữa chừng đâu nha. Anh không hiểu nếu như mà anh Gemma. Gemma. Trời ơi Gemma. Này anh, tôi có thể kiểm tra xe chưa vậy? Được, làm đi. Cũng không mất gì, có đúng không? Nhưng mà nếu như sửa được thì có thể giúp cho Ali không bị mất việc á. Phải không, Ba Đông? Hả? Đi đến nhà xe đi, đi thôi. Dạ được rồi, cảm ơn. Vậy theo tôi ha. Chị Ma. Cô Jean, cô có thấy Gemma đâu không? Chào buổi sáng cô Ali, ngày mới tốt lành. Có ai không? Có ai không vậy? Chờ một chút, tới ngay đây. Có ai không? Có ai không? Hả? Cái gì vậy? Trời, ai vậy? Xe đẹp vậy? Thưa ai cô vậy? Ôi trời đất ơi. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Cổng mở cho nên tôi mới đi vào. Tôi sẽ quay lại vào lúc khác. Tôi thật sự xin lỗi nha. Không sao, cũng đã tới rồi. Có việc gì không?
Tôi đến để mà xin lỗi vì những gì mà tôi đã nói ở đồn cảnh sát vào hôm trước đó mà. Thật ra thì hôm nay tôi đến đây là để chỉ là muốn nói lời xin lỗi với cô và con của cô đó. Anh có một ngày tồi tệ rồi trút giận lên người chúng tôi. Đó là gì? Đó là lý do tại sao mà tôi có mặt ở đây để xin lỗi. Và tôi muốn cô biết là giờ cô có thể nộp đơn tố cáo tên giao hàng đó. Thật hả? Đúng vậy thưa cô. Chúng tôi có luật được gọi là luật an toàn nơi công cộng. Là gì? Đó là luật quy định là không ai phải chịu bất kỳ hình thức quấy rối nào ở nơi công cộng. Nếu như lúc đó tên giao hàng mà ép buộc con gái của cô hoặc làm cho cô ấy khó chịu theo bất kỳ cách nào thì đều có thể tố cáo tên đó. Có lẽ sự hỗ trợ này hơi trễ, nhưng mà tôi cũng rất cảm kích. Thưa cô, tôi đã ra lệnh tìm kiếm tên giao hàng để thẩm vấn. Bây giờ nếu như anh ta quay lại thì xin hãy nhắn tin cho tôi theo số này thưa cô, để tôi có thể... xin lỗi, tôi không thấy, tôi không có, không có. Đây là số tôi. Tôi sẽ cử người đến ngay lập tức khi mà nhận tin nhắn của cô ha. Được rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Lần sau xin nhớ khóa cổng. Tôi sẽ khóa cổng cẩn thận. Trời quá nữa. Tôi không thấy gì hết nha. Chờ chút. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi đi nha. Sao con nói là sẽ không làm vậy nữa mà? Con sẽ kêu anh ấy về thưa ông. Ai còn cho hắn vào? Là Ba Đông hả? Dạ, nhưng là do con kêu thợ sửa xe đến nên là anh Ba Đông mới để anh ấy vào đó. Vậy thì con có thể cuốn gói với người thợ đó rồi. Ông ơi, chờ đã, ông để con giải thích trước được không ông? Con chỉ nghĩ là lái xe có thể là một sở thích và cũng là một bài tập tốt cho sức khỏe và tinh thần của ông. Con nghĩ vậy nên là khi nhìn thấy những bức ảnh của ông trong phòng, con đã nghĩ... Con cứ tự cho mình là đúng, nhưng con lại luôn phạm sai. Ngừng ngay việc can thiệp vào cuộc sống và xe ông. Không còn hy vọng sửa chữa gì nữa hết. Giống như ông đây nè. Ông kiếp thật. Ali à, Ali, Ali à, anh xin lỗi em nha. Bởi vì lỗi của anh mà em đã gặp phải rắc rối rồi. Anh xin lỗi em nha. Không có gì đâu anh Ba Đông, em không sao đâu mà. Nếu mà biết á thì anh đã không để cho thợ sửa xe vào rồi. Cô Jin nói với anh là em gọi cho anh ấy. Đúng vậy, em là người đã đồng ý đưa ra ý tưởng này mà. Nên rất xứng đáng với việc bị mất việc. Chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc ông là được. Ờ được. Ba Đông đâu rồi hả? Sắp trễ hẹn rồi đây nè. Ông ơi, chúng ta nên quản cuộc họp thì hơn, sáng nay căng thẳng quá. Điều con cần làm là tìm Ba Đông và nói nó chúng ta cần đi. Còn Ali thì sao? Cô ấy vẫn đi cùng chúng ta chứ? Kể từ hôm nay, con bé không làm việc cho ông nữa. Ông không muốn có người nhiều chuyện ở trong nhà của ông. Ok, thử coi. Ok, làm đi. Hay quá. Tiếng ồn gì vậy? Ê, giỏi thật đó nghe, nó đã sống lại rồi. Lắm. Tốt lắm. Từ từ. Quá giỏi luôn à. Quá giỏi.
Sao, ấn tượng chưa? Làm sao tôi biết được anh đã sửa được nó? Sao lại chết máy nữa rồi? Ê, nhưng mà nó đã khởi động được rồi, phải không? Bà Đông. Ờ đúng, đúng vậy đó. Con là người sửa sao? À, con chỉ mới sửa tạm thôi ông à. Để con coi vấn đề thực sự là gì đã. Nhưng có vẻ việc sửa chữa phải cần một khoảng thời gian. Có thể sửa được không? Được mà ông. Rất nhiều thợ sửa xe cố sửa nó, nhưng tất cả họ đều nói giống nhau, đó là hết hy vọng rồi. Ông à, có thể là công việc này quá sức với họ. Mọi hỏng hóc đều có thể sửa chữa được hết mà. Con thật sự nghĩ như vậy hả? Dạ đúng, chắc chắn 110%. Ông à, bởi vì đôi khi các vấn đề không rõ ràng, đôi khi thợ sẽ nghĩ là vấn đề do buji, hóa ra chỉ là vấn đề của binh mà thôi. Dù xe cũ tới đâu thì vẫn có thể sửa được, chỉ cần là ông biết bảo dưỡng nó và sử dụng đúng cách thôi. Thôi được rồi, vậy chúng ta cần phải làm những gì để sửa chữa nó đây? Bây giờ chúng ta cần mua một vài bộ phận mới. Với ông có yêu cầu nào khác không? Bên cạnh việc sửa chữa thôi. Chà, ông muốn nó được khôi phục hoàn toàn, làm cho nó trông hoàn toàn mới. Có thể không đâu. Khôi phục hoàn toàn lại ha? Có thể được thôi ông à. Nhưng mà vấn đề ở đây là sẽ mất rất nhiều thời gian. Trước tiên thì chúng ta cần sửa chữa hệ thống nhiên liệu trước đã. Chúng ta cần xả đường dẫn nhiên liệu, sau đó điều chỉnh. Gì cũng được, cứ làm những gì con cần làm. Bất cứ điều gì cũng được, muốn làm gì cũng được hết. Dạ được rồi thưa ông, nhưng tốt hơn hết là đem nó tới cửa hàng của con đi. Không, không, chiếc xe này phải ở đây. Con phải sửa ở đây hả? Đúng. Được rồi thưa ông, con sẽ làm việc ở đây thôi. Điều này không thành vấn đề gì hết. Được rồi, ông đồng ý. Được rồi thưa ông. Ông ơi, ông có chắc không vậy? Anh thấy có thể. Ông à, hay là như vậy để an toàn đi ha. Ông có thể nhờ người của ông, mấy anh em ở đây nè, đi mua phụ tùng đi. Không nhất thiết là phải đưa tiền cho con. Được thôi, được thôi, được thôi. Làm vậy thì không bất tiện gì. Với lại dường như ai cũng đang nghi ngờ con. Được thôi, được rồi. Mà ông ơi, cho con hỏi về tiền đặt cọc đó thì đừng lo lắng về chuyện đó. Tiền không phải là vấn đề đâu. Vậy thỏa thuận nha, con bắt đầu luôn hôm nay ha. Con được thuê. Cảm ơn ông. Đừng. Mẹ, chúng ta thuê người giao hàng mới đi. Nhưng lần này phải cẩn thận, chúng ta có thể lại bị chú cảnh sát đó trách mắng đó. Đại quý Rosalind hả? Ôi trời, con đừng có sợ chú ấy. Sao mẹ lại biết tên của chú ấy vậy? Sáng sớm á, chú ấy có tới xin lỗi. Chú ấy cũng muốn gặp con nữa đó. Con đoán chú ấy thấy tội lỗi khi hét vào mặt bọn con lúc ở đồn cảnh sát, đúng không? Chắc là vậy. Chà, chú ấy khá thô lỗ đó mẹ. Đúng vậy. Nhưng mà mẹ thấy chú ấy dễ thương không? Patricia. Sao vậy? Không phải với con, với mẹ đó. Thì cũng được. Trời ơi, mẹ đừng có nói dối nữa. Rõ ràng là mẹ thích chú ấy rồi. Thích chú ấy cái gì chứ? Không có đâu. Tình yêu vô nghĩa với mẹ lắm. Mẹ từ bỏ sớm rồi. Vậy hả mẹ? Vậy thì dứt cái này đi vậy. Dù sao chúng ta cũng không dùng tới. Đừng có dứt nó đi. Có liên hệ với một cảnh sát cũng tốt mà. Lỡ như mà tên biến thái đó quay lại thì sao chứ? Cứ giữ lại đi. Dạ ông, đừng làm vậy. Có hay không? Có với ông, nhưng không với anh. Vậy con nghĩ con có quyền lên tiếng thay mọi quyết định của ông hả? Dạ không đâu có. Thôi ông không phải vậy đâu.
Ý con là con chỉ nghĩ quá sớm để ông tin tưởng anh ta. Ý con là chúng ta thậm chí còn không biết về anh ta nữa mà. Con là người giới thiệu anh ta, con là người giới thiệu nó tới. Vậy mà giờ con nói với ông là con đem nó tới biệt thự của ông khi chưa điều tra rõ về nó sao? Thưa ông, để ông không còn nghi ngờ con sẽ cho ông xem giấy tờ của mình. Không, không, đừng, không cần làm vậy. Khi ông nói con được nhận, nghĩa là con được nhận. Ôi ơi, ngón tay tôi bị kẹt rồi. Mà đâu mà nó bị cắt đứt mất rồi. Đi đâu à, im đi. Bà Đông, đi thôi. Dạ thưa ông. Con cảm ơn ông. Này Ali. Dạ. Sao con định đứng yên ở đó luôn hả? Sẵn sàng đi. Ta là trưởng phòng pháp lý của Horizon Grand Group, của các công ty thuộc sở hữu của Hugo Akaueli. Nhưng sao mà chúng ta phải chờ lâu như vậy chứ? Ý em là chúng ta có thể đi luôn mà Fred. Có khi là do em nghĩ nhiều quá thôi. Ai mà biết ông ta có thực sự quan tâm đến. Điều duy nhất mà Hugo Akaueli quan tâm tới là ông ta kiếm được bao nhiêu tiền. Thứ duy nhất thúc đẩy ông ta chính là tiền mặt đó anh à. Miriam, điều anh muốn nói là đây là nhà của chúng ta. Và con trai của chúng ta lớn lên ở đây, nó yêu thương trường lớp và bạn bè của nó. Dễ rồi, chính là lý do để em làm vậy, để em bảo vệ con trai chúng ta. Fred, con trai của chúng ta là một đứa trẻ tốt. Nó sẽ không thấy khó khăn gì để kết bạn mới. Nó có thể dễ dàng thích ứng với trường mới. Nên là xin anh hãy hiểu đi, Fred. Lần này làm ơn hãy tin em đi mà Fred. Cuộc sống của chúng ta sẽ bị phá hủy nếu mà không rời khỏi đây, anh hiểu không? Được rồi, em đừng buồn nữa. Được rồi, được rồi. Anh hiểu mà. Chúng ta sẽ đi. Sao Ali? Có chuyện gì vậy? Anh Tino, anh phải đảm bảo là luôn luôn ở bên anh ta, bất cứ khi nào anh ta lên xe được không? Được rồi cô Ali, tôi sẽ để mắt đến hắn mà. Cảm ơn. Dù cho anh ta rất tuyệt, anh ta hiểu vấn đề ngay khi bắt đầu á. Gặp lại sau nha Ali. Cảm ơn anh.